Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ngày hôm nay em lên cho các bác một cái mẫu dây micro để cho các bác sử dụng hát karaoke gia đình. Thì micro thì sẽ có hai loại sử dụng, đó là sử dụng cho loại micro có dây và micro không dây. Đấy, em đều lên hai loại để cho các bác có thể tham khảo thêm. Và chủ yếu của cái clip này em giới thiệu sử dụng mic và đặc biệt là cái đầu jack 6 ly này, đầu jack 6 ly gỗ này, nó rất là đẹp, nên là em làm clip để lên cho các bác. Tại vì em thấy có một số bác rất thích những cái đầu jack đẹp và lạ, nên là em lên để cho các bác nào mà đang các bác nào mà thích sưu tầm về những cái đầu jack đẹp á, thì ở đây thì có thể sẽ là một cái clip để cho các bác tham khảo. Ngoài ra cái chất lượng dây của Hitachi ngày này em lên để làm dây mic á, nó cũng rất là tốt, có thể đảm bảo được cho các bác khi sử dụng nó sẽ rất là hay và ổn định. Đấy. Thì đối với cái dòng dây micro sử dụng cho micro có dây, thì với một cái chiều dài là 5m, thì cái chiều dài này em nghĩ cũng sẽ rất là thích hợp để cho các bác sử dụng mà khi mà karaoke gia đình. Đấy, dòng dây em sử dụng cho các bác là dòng dây Hitachi. Về cái chất lượng, về cái giá thành của nó sẽ rất là tương đối, cũng như là chất lượng của nó sẽ rất là ổn, nên là em lên để cho các bác trải nghiệm khi hát karaoke, cái tiếng của nó sẽ rất là hay. Và ngoài ra, ngoài cái độ khi mà các bác hát cái tiếng nó lên hay đi, thì cái độ chống nhiễu của những cái dòng dây này nó cũng rất là tốt, nên là để tránh trường hợp bị những cái tiếng soi sẹn á, thì sử dụng cái dòng dây micro này nó cũng sẽ rất là hợp lý về giá thành, về cái chất lượng dây. Đấy, thì sử dụng dây mic thì không thể nào mà sử dụng những cái chất lượng dây mà nó cứng cáp rồi, tại vì cũng khó để cho các bác sử dụng, nên là em lên những cái dòng dây mềm dẻo như thế này cho các bác có thể linh hoạt hơn khi sử dụng hát karaoke. Đấy, đây là dây bãi, nên là bề ngoài của nó sẽ hơi dơ chút xíu, nhưng mà khi nếu mà em ship cho các bác thì bên em sẽ lau đi để cho nó sạch nhất có thể. Đấy, nhưng mà về cái chất lượng bên trong của nó cũng không có ảnh hưởng gì, nó chỉ dơ bên ngoài thôi. Đây dây Hitachi. Và cái phiên bản dây ngày hôm nay em lên cho các bác luôn á là một cái dòng dây màu xám. Đấy, dây xám này. Đây, thì sử dụng cho những cái mic có dây thì đầu jack được sử dụng đó là jack cái như thế này. Đây là jack cái Canon. Và ra cái đầu jack 6 ly. Đấy. Đây là các bác cái nơi để cắm, các bác cắm vô cái micro của mình. Đây là cắm, bác cắm vô cái dàn của mình để sử dụng. Đấy, đầu jack rất là đẹp, để các bác có thể nhìn được cái vân gỗ của cái đầu jack này. Đấy, các bác có thể thấy từng chi tiết của cái vân gỗ rất là đẹp luôn. Đầu jack 6 ly đạt tiêu chuẩn của audio, nên là các bác có thể yên tâm, ngoài đẹp ra thì chất lượng của nó cũng rất là tốt. Thì với một cái chiều dài 5m như thế này thì em nghĩ cũng sẽ thích hợp, cũng như là hợp lý để cho các bác sử dụng rồi. Thì cái giá thành thì nó bên em lên đầu jack này, nhưng mà cái giá thành cũng sẽ không có thay đổi, vẫn giữ nguyên giá cho các bác, đó là 350.000 trên một bộ dây mic dài 5m. Thì tiếp đến thì ngoài ra các bác sử dụng những cái dàn mic có dây đi, thì vẫn có những một số bác thì sử dụng cho những cái bộ mic không dây. Đấy, để mà kết nối với cái bộ mic không dây thì các bác cần dây hai đầu 6 ly. Đây, các bác có thể nhìn thấy được dây hai đầu 6 ly, thì cũng không có cần quá dài, nên là em lên với cái chiều dài đó là 1m. Đấy, chắc hai đầu 6 ly gỗ như thế này. Thì phôi dây vẫn là cái phôi dây của Hitachi, để các bác về có thể yên tâm về cái độ chống nhiễu của nó, về cái độ truyền tải của nó. Đấy, ngoài cái giá thành chỉ 250.000 trên một sợi như thế này thôi, thì các bác sở hữu được một cái sợi dây với hai cái đầu jack đẹp như thế này. Ngoài ra cái chất lượng cũng không có quá tệ để cho các bác trải nghiệm đâu, các bác có thể thử và cảm nhận về cái cá nhân của mình. Thì một sợi dây hai đầu 6 ly gỗ này, bên em vẫn để giá tốt để cho anh em sử dụng.
đó là 250.000 trên một sợi. Thì các bác nào mà đang cần cho mình một bộ dây mic để sử dụng nghe, để hát karaoke để tiếng hay hơn, cũng như là âm thanh của nó sẽ không có bị soi sạn vì cái độ chống nhiễu của những cái dòng dây này nó cũng rất là tốt, thì các bác có thể liên hệ với số điện thoại là em sẽ để trên màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả cho anh em và các bác có thể dễ dàng theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.